Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Và như thường lệ buổi chiều thì quay những chiếc xe chưa lên sóng lần nào gửi đến các bạn. Mấy ngày hôm nay khai trương cũng khá là nhộn nhịp và Hiền bán một ngày cũng khá là nhiều. Các bạn sẽ thấy tốc độ bán hơi bị nhiều. Rồi cho hôm nay chúng ta sẽ có 3-4 xe chưa lên sóng và quay lại một chiếc Fortuner đẹp để cho các bạn ở xa có thể tiện theo dõi ha. Rồi chúng ta cùng đi theo thì xem là chiếc xe nào phù hợp với các bạn. Đây là chiếc Expander số tự động 2021, chạy đúng 50.000 cây số và chất xe thì còn khá là đẹp, nước sơn còn liền lạc. Xe này đẹp lắm nha, có đầy đủ option số tự động. Đây, mẫu phiên bản này nhiều người thích. Đâu đó thì có dặm ở chỗ mé này xíu rồi. 50.000 cây số chuẩn zin, bao test chết thoải mái ha. Và đệm da zin theo xe. Expander số tự động 5+2. Những chiếc xe này mà chạy dịch vụ thì tiết kiệm nhiên liệu nè, khá là tiết kiệm. Giá bạc này hôm nay chỉ có 520 triệu thôi. Quay chi tiết nha, hôm nay mình quay kỹ hơn một chút. Các đường nét, các cửa nè, táp lô, ghế phía sau. Tiêu hao nhiên liệu của Expander chỉ có 5.9 lít đường trường và 6.9 lít đường hỗn hợp, đường thành phố nè. Đây, nội thất phía sau cũng khá là rộng rãi và cao ráo. 5+2 Expander. Cái số này ta coi nội thất phía sau này. Keo chỉ còn zin ha. Chỉ có dập ở bên mé bên trái, chỗ cửa bên trái một chút xíu thôi. Không đáng kể, một chiếc xe đẹp đó. Đúng chất, chạy 50.000 cây số. Giá của bạn này chỉ có 520 triệu thôi. Số tự động nha, 5+2, 7 chỗ, biển số Sài Gòn. Xe này một đời chủ nè. Rồi, chiếc tiếp theo các bạn cũng có thể vừa xài gia đình, vừa xài cá nhân, vừa xài dịch vụ, kiểu gì cũng được. Đó là Vios. Vios này đặc biệt là bản G chứ không phải bản E nha, bản G. Và mới có 40.000 cây số thôi. 2021, cuối 2021, 40.000 cây. Nissan còn liền lạc và đẹp. Nội thất đây, bản G. Đó, chìa khóa thông minh zin theo xe. Các bạn nhìn này, táp lô rồi vô lăng rất là đẹp, đẹp zin theo xe nè. Nhìn chiếc xe đẹp lắm. Quay từng đường nét nè, keo chỉ luôn. Hôm nay chúng ta có thời gian nhiều nên quay kỹ hơn cho khách hàng ha. Nội thất phía sau cũng đẹp nè. Quay nội thất phía sau đẹp. Đẹp zin của Vios G là màu da, màu kem này rất đẹp ha các bạn. Này coi cái nội thất táp lô và trần nè. Bật cái cốp lên, quay cái cốp lên. Mã này là bản G. Đầu năm mua Vios màu đỏ cho may mắn thôi các bạn. Ui chà rồi. Đây, biết mở không? Đây chỉ cho. Cái đây là mở cốp này ha. Còn này là mở phía trước. Rồi, chút xíu mới quay. Mâm còn không có bị chảy xước. Chắc xe đẹp. Coi vỏ sơ cua chưa lăn. Giá sơ cua còn mới nguyên, chưa lăn bánh nè. Vios khá được ưa chuộng tại vì độ bền và tiết kiệm nhiên liệu ha. Rồi, coi máy phía trước. Tiêu hao nhiên liệu của Vios là 5.7 lít và 4.7 lít đường trường. Kẹt xe nó mới có 7 lít thôi. 1.5. Đây. Duo VVTi ha. Máy móc rất là đẹp mà. Và miếng thiên thông minh 2 chiều. Đó, đốt sạch và khỏe. Các ốc chỉ đây, đường nét. Đẹp lắm. Nước sơn zin tới 90% rồi. Một đời chủ 2021, bạn G.
Bữa nay nếu mà xe mới các bạn mua đâu đó bạn G cũng phải là 620 ra tên. Mua xe này 470 thì cũng tiết kiệm được khoảng 150, 150 triệu. Cho một chiếc xe nhỏ như vậy là quá hợp lý ha. Rồi tiếp theo đây là Camry 2.0 đời 2018, chạy 80.000 cây số, nội thất màu kem. Chúng ta coi nội thất xe nè, 2.0. Mấy ngày nay tự nhiên Camry hot lên luôn, rất là ít xe Camry 2.0. 80.000 km ha, màn hình Android rồi, trần còn zin, nội thất màu kem 2.0. Có lót sàn 3D rồi nè. 2.0 thì khác với 2.5Q là 2.5Q ở đây nó đầy đủ cái option ha, là 2. Này chỉ có RAM luôn nè, RAM sâu luôn nè. Rồi bấm cái chìa khóa. Đó, quay cái khoang phía sau. Đẹp, nói chung là còn khá là đẹp đó. Xe này thì giá hôm nay là 670 triệu. 2018 nha, 2.2018 màu đen. Cũng máy cũng Duo VVTi rồi, biến thiên thông minh 2 chiều rồi. Các đèn nè, đèn lồi ở đây nè. Keo chỉ zin. Máy cũng còn đẹp, cũng Duo VVTi rồi. Giá của bạn này là 670 triệu, 2.0, 2018 rồi. Tiếp theo đây là xe Fortuner. Fortuner này hôm trước có chưa dọn á, lúc đưa lên chưa dọn thì hôm nay dọn xong rồi nè. Có một vài vết trầy mình đã xử lý xong và đánh bát lại nên nhìn cái xe cũng rất là đẹp. Xe này đúng chất 44.000 km. Đây, 44.000 km nè, nỉ zin theo xe còn khá là đẹp đây. Đây cái nỉ nè, bộ ghế nè, nhìn theo xe đúng là một chiếc xe đẹp. Và đúng 44.000 km, máy dầu số sàn Fortuner, hàng rất là hiếm bây giờ, xe nhập luôn. Đó, chiếc xe đẹp lắm. Nay quay kỹ lại một chút xíu nè, đường nét của các kịch treo chỉ cho khách nè, kể cả gầm nữa cho khách coi luôn. Tại vì có một số bạn ở xa yêu cầu quay kỹ ha. Vỏ zin theo xe đây, bát vỏ zin nè, zin là gầm xe rất là đẹp, vỏ sơ cua còn chưa lăn bánh nữa. Đây keo chỉ nè, quay kỹ những cái đường nét keo chỉ và ốc phía sau đây, phía sau nội thất nè. Bữa nay dọn dẹp sơ lên những xe đẹp hơn các bạn nè, vỏ sơ cua chưa lăn nha, còn mới nguyên luôn, quay gầm sát xuống dưới nè. Quay vỏ và các cái khoang. Thường thì ít khi nào mình muốn bán xe xa lắm, như ở Hà Nội, ở phía Bắc thì rất là xa. Các bạn phải đến coi thực tế thì mới mua được ha. Nên là mình quay thiệt là kỹ để cho các bạn có cái hình dung quay như nội thất mình. Đó. Quay cái máy nha, hôm trước chưa quay máy. Đèn nè. Đang quay cái máy nè các bạn coi luôn. Fortuner máy dầu số sàn, xe nhập Indo, 44.000 km, một đời chủ. Đây, quay sát xuống đây nè, để cho mọi người coi luôn ha. Đây, những cái xe máy Fortuner máy dầu như vậy cực kỳ hiếm, bởi vì khó kiếm lắm. 40.000 cây, 740 triệu nha các bạn. Đi Sài Gòn, một đời chủ. Rồi, ngoài ra các bạn thích số tự động Fortuner máy dầu thì có đây 2021 nè. Chiếc này 2021,
máy dầu số tự động 955 triệu. Và dưới đây là một số xe Innova, ví dụ như 400 mấy 28 này, hoặc Fortuner 500 mấy 600 ở dưới đây còn. À đây có chiếc CRV 1700 cây số vẫn còn nha các bạn. Khá là đẹp. À quay kỹ này nè. Còn nội thất để cho các bạn nhìn kỹ chậm chậm lại ha. Có đúng chất là 1700 km không ấy. Từ vô lăng, tắp lô cho đến ghế, các bạn thấy nó rất là mùi, có mùi xe mới nè. Rồi, phía sau đây. Đây là nội thất phía sau. Quay kỹ nè ha. Ghế phía sau nè. Đây là bản 2022 mới có 1700 cây số và xe biển Sài Gòn một đời chủ. Mua mới ở trong hãng ha. Còn bảo hành của chính hãng. Đây. Từng đường nét một cái nỉ nó còn mới tinh, ở cái mùi có mùi xe mới này, 5+2. 7 chỗ nè. Bản full nhé, cốp điện và có sunroof sensing ở trước luôn. 950 triệu CRV bản full 2022, sản xuất 2022, một đời chủ, mới có 1700 km, là một chiếc xe khá là đẹp. Quay cái máy luôn đi. Đây, máy mới tinh này. Này. Đúng chất 1700 km ha. Giá 950 triệu. Các bạn đi xe thấp thấp, ví dụ như đời 18, 19, 20, các bạn có thể lên đổi bù chút xíu thôi, lấy được xe đẹp. Còn quay, thích quay xe nào nữa không? Dưới đây là Fortuner mẫu cũ thôi. Rồi thì đang quay gửi các bạn 6 chiếc xe đang có mặt ở đây, là những chiếc xe đẹp. Và quay tại Phạm Hùng, 21H Phạm Hùng, Bình Hưng, Bình Chánh. Về chính sách thanh toán thì cũng khá là linh động. À, làm ngân hàng, trả thẳng trả góp hoặc đổi xe. Và nhiều phương án, bất cứ các bạn cứ đến, mình sẽ tìm ra cái phương án để các bạn có thể sở hữu được chiếc xe. Và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại vào clip ngày mai. Xin cảm ơn, tạm biệt các bạn.